Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang đi dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chúc mừng biểu dương các em Lê Thảo Uyên và Nguyễn Lê Việt Hoàng, lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là chủ đề tài dự án nghiên cứu tổng hợp vật liệu polymer siêu hấp thụ dựa trên tinh bột sắn và ứng dụng chế tạo chế phẩm hydrogen chống cháy dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Hoàng Châu Thiện. Đề tài đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022-2023 và được lựa chọn tham gia hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, lần đầu tiên Tuyên Quang có dự án khoa học kỹ thuật được chọn tham gia dự thi quốc tế. Đây là vinh dự lớn đối với các em học sinh, gia đình, nhà trường và ngành giáo dục và đào tạo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn thầy giáo và hai em học sinh phát huy năng lực, trí tuệ, tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ, nỗ lực để đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi tới. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen và khen thưởng cho thầy giáo và hai học sinh thành viên nhóm tham gia hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế.